Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, mình là một người rất yêu thương động vật ha, rất yêu thích thiên nhiên và động vật. Thì xuất phát điểm mình cũng là một người kinh doanh. Thì sau thời gian mà kinh doanh nó nhiều cái phức tạp nhức đầu quá thì mình mới quay về nhà mình. Thì mình mới tập trung cho những cái sở thích của mình, đó là hòa nhập với thiên nhiên rồi yêu thương động vật. Hello, xin chào cả nhà, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Ok, khoảng từ 5 năm trước thì mình đã bắt đầu làm những cái video đầu tiên. Thì lúc đó mình cũng chưa có định nghĩa được cái nghề nghiệp mình đang làm, nó gọi là sáng tạo nội dung đâu. Cái xuất phát điểm ban đầu của mình thì là muốn chia sẻ những cái hiểu biết của mình về cái con bò sát. Khi mình bắt đầu với cái việc mà sáng tạo nội dung này, cái đầu tiên luôn là mình không biết sử dụng kể cả cái công cụ nào, cách quay như thế nào, cách diễn đạt như thế nào, rồi dựng phim, nói chung là tất cả mọi cái là đều từ con số 0 hết. Cái cảm giác của mình khi mình làm video một mình thì thật sự mà nói là nó rất là đỡ hư. Set up cái máy xong rồi mình ngồi đó, mình học thuộc những cái câu thoại mà mình đã chuẩn bị sẵn. Và nó rất là dễ bị những cái lỗi như bị dấp chữ hoặc là bị nói líu lưỡi đâu này nọ. Thì mỗi lần như vậy á, là mình sẽ bấm và mình quay lại từ đầu. Thì có những cái câu nói thậm chí là mình phải lặp lại 20-30 lần. Nó dẫn đến là cái việc là nhiều khi rất là stress luôn các bạn. Sau một thời gian mà mình đã quay về đề tài igu và rùa cạn ở nhà của mình rồi á, khán giả thì người ta không chỉ quan tâm tới bò sát không, mà thường thường á, những người mà yêu thích sinh vật cảnh á, là hầu như người ta sẽ có một cái niềm đam mê với lại thiên nhiên và động vật nó rất là nhiều. Cho nên là cái việc mà giữa yêu thích một con bò sát với yêu thích một con chó, một con cá, một cái cây á, nó rất là liên quan với nhau. Mình nói là ok, nếu vậy thì tại sao mình không đi ra ngoài, mình kết nối với lại những anh em của những cái dòng pet khác. Từ cái suy nghĩ đó thì mình mới kết nối với lại những cái anh em trong những cái bộ môn khác để mà có thể đi chia sẻ tới mọi người những cái nội dung nó hay hơn, thú vị hơn, đa dạng hơn. Mình cũng không ngờ tới cái sự đón nhận của mọi người dành cho mình như vậy luôn. Có mấy lần đi offline ở Tây Ninh, ở An Giang, ở Bình Dương, các bạn biết là khi mình tới nơi thì mọi người đứng vỗ tay. Mình đâu phải là người nổi tiếng hay là một diễn viên hay là cái gì đâu, cho nên là mình chưa có sự chuẩn bị cái tâm lý cho cái việc đó. Và nói thiệt với các bạn là cảm giác rất là mắc cỡ luôn. Da mình đen quá cho nên là mình đỏ mặt lên, mọi người không có nhận ra. Rồi 2 3 4 5 ok, let's go. Ai mà lựa hết đất kia, cái chỗ mà con igu đó nó tè vậy. Ai chọn cái chỗ hay dữ. Cái giá trị mình muốn mang đến cho cộng đồng là cái sự tích cực. Mình cũng muốn các bạn có một cái niềm vui, cái sự giải trí, cũng như là cái động lực phát huy cái sự tò mò của các bạn trẻ. Cái sự tò mò cho làm cho chúng ta có nhu cầu tìm hiểu, học hỏi. Mình cũng muốn phục vụ cho nhóm đối tượng này, đó là những người lớn tuổi, coi như là giúp họ cảm thấy yêu đời hơn, tích cực hơn. Thì mỗi ngày họ có cái gì đó để họ theo đuổi, để mong chờ, thì họ cảm thấy là cái cuộc sống nó có ý nghĩa hơn. Trong quá trình mình đi quay clip thì mình cũng nhận được rất là nhiều lời cảm ơn của những bạn best shop đã kết nối cho mình với khách hàng, cũng như là nhận được lời cảm ơn của khách hàng đã chỉ cho họ tìm được đúng nơi, tìm được đúng cái điều họ mong muốn. Khi mà nhận được hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng thì cái cảm giác thật sự là nó rất là vỡ òa. Khi mà bắt đầu thì bản thân mình cũng đã có những cái kế hoạch để đạt những cái cột mốc đó. Tuy nhiên cái việc này nó đến khá là sớm, cho nên là nó cũng tạo cái sự bất ngờ cũng như là cái sự hưng phấn cho cái bản thân mình cũng như là team của mình. Hello, mình là Nam Ngô đây. Mọi người còn nhớ mình là ai không vậy? Hello, mình là Nam Ngô. Ok, hello, mình là Nam Ngô đây. Chúng ta đang đứng giữa một cái không khí nó rất là sôi động ha. Hello, mình là Nam Ngô. Bữa giờ đi chơi coi thú nhiều và hôm nay sẽ coi cây ha. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Hello, mình là Nam Ngô đây. Mình là Nam Ngô đây. Mình là Nam Ngô. Mình là Nam Ngô. Mình là Nam Ngô. Thì bây giờ mời tất cả các bạn vào đây để chúng ta có thể ôn lại những cái kỷ niệm trong suốt những năm qua. Cách đây khoảng 15 năm thì phụ huynh của mình mới về hưu.
thì mới chuyển về Bình Dương này để mà xây nhà và nghỉ hưu. Thì đây là quê ngoại của mình. Thời điểm đó mình cũng tính là mình sẽ ở dưới Sài Gòn thôi để phát triển cái sự nghiệp của mình. Với lại lúc đó mình còn trẻ thì cái nhịp sống của mình lúc đó nó còn sôi động, thích đi chơi nhiều, thích tụ tập, thích tiệc tùng đồ nhiều. Tuy nhiên thì khi mà mình tham gia xây nhà cho phụ huynh ở đây thì đầu mình mới yêu mến cái không gian này, yêu thích cái sự bình yên này. Rồi sau khi nhà hoàn thành thì mình quyết định là mình chuyển về đây ở luôn. Chính từ cái việc chuyển về đây nó đã khơi gợi lên cái đam mê về chăm sóc thiên nhiên, chăm sóc về động vật. Những năm về sau này thì mình lại không thích tiệc tùng nữa. Mình thích dành thời gian ở nhà để chăm sóc cho những người thân yêu của mình, chăm sóc cho những cái bạn bét của mình, những cái cây của mình. Cái thời gian đầu á, cái việc cân bằng giữa cái nhịp sống trên mạng xã hội và cái đời sống ngoài đời thật á, thì nó cũng mang đến cho mình một chút gì đó nó phiền phức. Nhưng mà theo thời gian mình đã điều chỉnh được cái nhịp độ sống cho nó phù hợp với lại từng cái môi trường. Có một cái bộ phim hồi xưa mà nó gắn liền với cái tuổi thơ của mình mà mình đi xem lại rất là nhiều lần rồi. Đó là bộ phim Chú Heo Chăn Cừu. Từ lúc mình xem cái bộ phim đó thì trong đầu mình nó luôn có một cái ước mơ, sau này khi mình lớn mình sẽ xây dựng được một cái nông trại. Ở trong đó mình sẽ nuôi rất là nhiều bạn động vật khác nhau và chúng nó có thể sống hòa thuận vui vẻ như vậy với nhau. Nhiều lúc mình nói vui là giống như mình có thần giao cách cảm với lại các bạn động vật luôn á. Có những lúc mình bắt gặp những cái ánh mắt phải nói là rất là dễ thương. Mà theo cái sự suy nghĩ của mình nó là một cái sự biết ơn, một cái sự cảm mến của các bạn bé nó dành cho mình. Thì có thể là mình tưởng tượng thôi nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là ấm lòng vì điều đó. Một cái ví dụ giống như là mình đã từng nói cái việc mà chăm sóc bé và cây cảnh á, nó sẽ giúp cải thiện cái hoàn thiện cái tính cách của con người mình hơn. Khi mình quan sát mình thấy cái bé bé đó nó bị một cái vấn đề về mặt sức khỏe gì đó thì mình sẽ dành thời gian để mình tìm hiểu coi bé nó đang bị cái vấn đề gì, cái nguyên nhân từ đâu và có hướng giải quyết như thế nào. Mình nghĩ cái việc mà chăm sóc bé cũng như là cây cảnh, cũng như là cái cảnh quan xung quanh rồi này nọ thì mình nghĩ đây là một cái niềm vui của bản thân mình. Nó không phải là một cái nhiệm vụ mà nó cũng không phải là một cái thói quen, mà mình nghĩ đó là một cái phần của cuộc sống của mình. Bởi vì nếu mà mình nghĩ mình không được chăm sóc những các bạn bé cũng như là tưới tắm những cái cây mà mình đã trồng á thì sẽ rất là buồn. Nếu mà nói về những cái điều gì đã tạo nên Nam Ngô Farm, ngoại trừ cái yếu tố con người và cái này cái nọ ra, thì mình nghĩ đó là từng cái góc nhỏ trong căn nhà này, trong cái farm này và những cái bối cảnh, những cái tình huống đã tạo nên được những cái điều thú vị qua những cái video của mình. Bye 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 Lucy. Một cái hồ thủy sinh mình tự làm thì nó từ những cái cục đá, từ những cái miếng gỗ, từ những cái vật vô chi vô giác thì nó lên thành một cái tác phẩm. Mình thấy cái quan trọng là cái hồn trong câu chuyện, nó là điều mà đã tạo nên Nam Ngô Farm. Cái khái niệm về người theo dõi trên mạng xã hội thì theo mình đó là những cái người mà người ta quan tâm tới cái đề tài của mình, quan tâm tới cái tính cách con người của mình. Thì cái người theo dõi ở ngoài đời thật là những người mà luôn yêu thương, đồng hành, quý mến cái sự phát triển của chúng ta. Và cái đối tượng người theo dõi này không nhất thiết chỉ là con người, mà nó có thể kể cả những cái sự vật, sự việc, những cái bối cảnh, những cái hoàn cảnh, kể cả cái cây, đám mây, kể cả những con bét. Thì đó là đều là những cái người theo dõi của mình. Lucy, 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 Lucy. Hôm nay mình cũng xin bật mí với các bạn, thì ngoài cái kênh Nam Ngô Farm ra mình còn cái kênh khác, đó là kênh Nam Ngô Home. Thì cái nội dung trên kênh này đó chính là tất cả những cái sự vật, sự việc xung quanh cái cuộc sống cá nhân của mình từ lúc mình còn nhỏ xíu kể chuồng tắm mưa cho đến tận bây giờ, và nó sẽ theo mình suốt cho đến cuối cuộc đời của mình luôn. Có một cái điểm khác biệt, đặc biệt đó là trên kênh Nam Ngô Home này sẽ không có bất kỳ một cái nút bấm nào, không có một cái nút follow nào giống như cái kênh Nam Ngô Farm, và chỉ duy nhất một mình biết